Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bộ ổn nhiệt. Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì chúng ta cài đặt cái nhiệt độ môi trường như mong muốn. Khi mà đến một cái giới hạn nhiệt độ thì cái thanh lưỡng kim sẽ làm tiếp điện đóng lại. Cái quạt hút tủ điện sẽ hoạt động, từ đó giảm cái nhiệt độ trong tủ. Và khi mà đủ mát đạt ở cái ngưỡng thì cái tiếp điện nó sẽ mở và quạt nó sẽ dừng. Độ chênh lệch cho phép ở đây nó rơi vào khoảng tầm 7 độ C. Như chúng ta đã biết thì cái định mức tiếp điểm của cái bộ ổn định nhiệt này, nó là cái định mức tiếp điểm 250 VAC 10A. Và nhiệt độ cài đặt của nó từ 0 đến 60 độ C. Và đã được theo một cái quy chuẩn, quy ước nhất định của N5014. Và cái này thì nó có một tiếp điểm NO dùng để đóng quạt mở quạt gió. Thường thường người ta sẽ sử dụng trong cái tản nhiệt, làm giảm cái nhiệt lượng. Trọng lượng của cái thiết bị này thì khá là bé, nó rơi vào khoảng 40g. Sau khi các bạn đấu được cái tiếp điểm tín hiệu cho nó đầu vào đầu ra, thì ở trên cái mặt điều khiển ấy, các bạn nhìn thấy là sẽ có cái nút điều chỉnh ở các cái nhiệt độ mà bạn mong muốn. Cảm ơn tất cả bạn đang nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.